Xin chào tất cả các em, trong buổi học trước cô trò chúng ta đã tìm hiểu bài các phương pháp đưa thức ăn vào cơ thể, hôm nay cô giới thiệu thêm cho các em một bài nữa đó là bài liệu pháp oxy. Mục tiêu học tập 1 nhận định một cách chính xác và ưu tiên cho tình trạng hô hấp và nhu cầu oxy của người bệnh để lựa chọn được phương pháp hỗ trợ hô hấp hiệu quả. 2. Vận dụng các nguyên tắc để thực hiện các kỹ năng cho người bệnh thở oxy một cách an toàn và hiệu quả. 3. Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp khi thực hiện các kỹ năng cho người bệnh thở oxy. 4. Rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập. Vậy để đạt được các mục tiêu trên cô trò chúng ta sang phần nội dung. Nội dung định nghĩa, liệu pháp oxy là biện pháp cung cấp khí thở có nồng độ oxy lớn hơn 21%. Những nguyên nhân nào dẫn đến cơ thể bị thiếu oxy, cô trò ta cùng tìm hiểu. Nguyên nhân làm cho cơ thể bị thiếu oxy, nguyên nhân thứ nhất các chướng ngại vật đường hô hấp, khối u đường thở, dị vật đường thở, sặc thức ăn, nước, do có thắt, phù nề, dịch tiết bít tắc đường thở, ví dụ, viêm tiểu phế quản có thắt, hen phế quản, bạch hầu họng thanh quản. Nguyên nhân thứ hai hạn chế hoạt động của lồng ngực do thần kinh, làm liệt cơ hô hấp, cộng chấn thương cột sống cổ ngực, cộng viêm não, xuất huyết não, màng não, do chấn thương lồng ngực, làm tổn thương cơ hô hấp, xương sườn, do bệnh lý phổi, màng phổi, các trường hợp viêm phổi, màng phổi làm tràn khí, tràn dịch màng phổi, lao phổi. Nguyên nhân thứ ba các bệnh gây cản trở sự khuếch tán khí ở phổi, viêm phổi thủy, phế quản phế viêm, phù phổi cấp. Nguyên nhân thứ tư các bệnh làm rối loạn quá trình vận chuyển khí trong cơ thể, sao thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu cấp tính, thiếu máu nặng, sao tuần hoàn, suy tim cấp, suy tim độ 2, 3, trụy tim mạch. Khi người bệnh thiếu oxy có những dấu hiệu và triệu chứng gì cô trò chúng ta sang phần tiếp theo. Các dấu hiệu triệu chứng chính của thiếu oxy máu, khó thở, người bệnh cảm thấy khó chịu phải ngồi dậy để thở, có cảm giác nghẹt thở, nhịp thở nhanh, người bệnh biểu hiện lo âu, hốt hoảng, bồn chồn, vật vã kích thích, giảm trí nhớ nghèo nàn, xa xăm, lộn xộn. Giảm thị lực, nhìn mờ, nhìn đôi, giảm trương lực cơ và sự phối hợp của các cơ trong giai đoạn đầu, mạch huyết áp, nhịp thở tăng để đáp ứng nhu cầu oxy cho cơ thể. Giai đoạn sau, người bệnh xuất hiện tím tái rõ, trẻ em có dấu hiệu rút lõm lồng ngực, có rối loạn nhịp thở, huyết áp giảm, mạch chậm. Khi cho người bệnh thở oxy cần tuân thủ những nguyên tắc gì, chúng ta sang phần tiếp theo. Liệu pháp oxy được tiến hành theo chỉ định của thầy thuốc, phương pháp thở oxy, thời gian thở oxy, lưu lượng oxy, là thể tích oxy cần cung cấp cho người bệnh trong thời gian 1 phút, thở oxy qua ống thông mũi hầu, 1-5 lít 1 phút, thở oxy qua mặt nạ 8-12 lít 1 phút. Đậm độ, nồng độ oxy trong khí thở tỷ lệ phần trăm, thở oxy qua ống thông mũi hầu, 22% đến 30%, thở oxy qua mặt nạ, 35% đến 60% độ ẩm, tỷ lệ phần trăm hơi nước trong khí thở, phương pháp làm ẩm, sục khí oxy qua lọ nước sạch nguyên tắc thứ hai. Đảm bảo vệ sinh phòng chống nhiễm khuẩn, sử dụng các dụng cụ sạch dụng cụ vô khuẩn đúng quy định, luôn giữ cho ống thông khô, nếu thời gian thở oxy kéo dài cần thay đổi sông, bên lỗ mũi của người bệnh 8 giờ, lần, đối với trường hợp thở oxy qua ống thông mũi hầu, đảm bảo vệ sinh răng miệng cho người bệnh 3, 4 giờ, lần, nguyên tắc thứ 3. Phòng tránh khô niêm mạc đường hô hấp, thực hiện tốt việc làm ẩm oxy, đảm bảo đủ lượng nước uống hàng ngày cho người bệnh, nguyên tắc thứ 5. Phòng cháy nổ, treo biển cấm lửa, không hút thuốc ở khu vực có bình, hệ thống oxy, nhắc nhở người nhà người bệnh không sử dụng các chất dễ cháy ở phòng có hệ thống oxy, hút thuốc, diêm, bếp, bình đựng oxy để nơi khô ráo, sạch sẽ, gọn gàng và phải được cố định chắc chắn, khi cần vận chuyển bình oxy phải sử dụng xe đẩy riêng, di chuyển nhẹ nhàng. Các phương pháp thở oxy bằng ống thông mũi hầu, thở oxy bằng ống thông hai đường, sử dụng mặt nạ,